đây là trà đồ cũ Đài Loan nhé mọi người. Đây đây qua hai chiếc xe chạy một sang này mọi người, nhìn hay không? Đây là toàn đồ cũ đây, đấy có cả vô viết, nhìn rất hay. Đây là chiếc máy quay đây. Đó. Có nhiều khẩu súng nè mọi người. Đấy, cái mặt kia là có khẩu súng này. Bục thân. Đấy, nào có súng đi. Súng giả. Cái súng bắn đạn nhựa. Mới sớm à. Đây quá là súng này mời đây. Quá súng này, đây là ông chủ bán quán này mọi người. Đây có chiếc máy ảnh nha mọi người. Đấy. Đây là máy quay gì đó. Ừ. Máy quay máy ảnh nha mọi người. Đây có chiếc máy ảnh nha mọi người. Nhưng mà hình như nó cũng hỏng rồi. Đấy. Đây. Nhìn hay phết. Không nên nữa rồi. Đây là chiếc máy ảnh nhé mọi người. Chiếc ảnh này 5.735 3.500.000 Đây là rất nhiều đồ cũ nhé mọi người. Ở đây là bán rất nhiều điện thoại cũ này mọi người. Đấy. Thế là ba bài. Đây là có rất nhiều điện thoại cũ này mọi người. Với giá rất rẻ luôn. Đây có qua cả loa cũ này mọi người. Đây là quả loa nha mọi người. Còn loa cũ này. Đây là điện thoại này mọi người. Đó, đây là điện thoại, gọi là điện thoại đồng nát. Có rất nhiều ở đây nha. Đây là chiếc sorry này mọi người. Đây chiếc sorry này, Xperia. Đây chiếc sorry Xperia này mọi người.
con này chắc là có giá khoảng tầm 100k, khá là dùng được nhá mọi người nhá, khá dùng được bình thường nhá mọi người. Đây XBRD với giá con này là, con này là ông chú bảo là 150k tiền Việt nhá, 150k tiền Việt. Đây đây có con ấy này mọi người, ui này hết pin này. Con này hết pin này mọi người, con Samsung tab mấy đây, con Samsung này 3G wifi 16GB, con này giá 300k tiền Việt nha mọi người ơi. Đây có giá 300k tiền Việt thôi. Đây con này, con này hết pin này. Thấy rất nhiều này mọi người. Đây là info gì, điện thoại, hãng điện thoại gì này mình chả biết là của ai. Đấy. Nghe đâu này. Đây mọi người ơi, đây là chiếc iSuit nhá. Đây chiếc iSuit này mọi người ơi. Con này là có giá khoảng tầm, con này có giá chỉ 100k tiền Việt thôi nhá mọi người. iSuit cũ này. Tất cả là hát còn dùng được nhá, tất cả điện thoại đây là hát còn dùng được này mọi người. Đấy. Mấy nó bé nhỉ, chứ quỷ à, cho nó đi mà quỷ à. Phải rồi, 50k cho đi mà xịn. 50k cho đi mà xịn. À. Nhá. 50k đây mọi người, có rất nhiều, đây là chiếc HTC này mọi người. Con này hãng còn rất là đẹp nha mọi người. Đây. Hãng còn rất là đẹp, rất là mới. Nhưng mà nó bị hết pin rồi. Con đây là hết pin nhé, chứ không phải là điện thoại hỏng nhé mọi người. Thì tất cả điện thoại đã bán ở đây là tất cả đều dùng được. Con này mới có giá là 200k tiền Việt. 200k tiền Việt nhé mọi người. Con này. Đây này mọi người. Con này là Samsung. Samsung gì mình cũng không biết, nhưng mà con này có giá là 150, tầm gần 150, 150k tiền Việt nha mọi người. Đây. Rất nhiều. Đây mọi người. Đây là con HTC này. HTC gì đây? Đây là con HTC nhờ, cũng chỉ có giá 100.000 thôi, tất cả điện thoại đây đây mọi người. Nhìn cũng tương đối là, con này là con Oppo gì, nhưng mà bị vỡ màn hình rồi, con này vỡ màn hình rồi, con này chắc là, con này chắc chỉ 50k thôi. Đây là đây là chiếc loa, đây là chiếc loa nha mọi người. Đây cái loa này là không biết là từ cái thời gì đến giờ. Ủa, thì cái này hơn 300k, 500 khoai à? 500 khoai cái loa này, 535, 350.000 nhé mọi người. Nhìn có vẻ là nạ. Đây chiếc loa này mọi người, giá 350k nhìn rất đặc biệt.
Đây 350k tiền Việt. Mình cái này bán đồng nát nó khối tiền nên nặng cái này. Đây chiếc loa rất đặc biệt nha mọi người. Đó, rất là dài. Đây là hàng gì? Hiểu gì? Cũng không biết. Thì cũng không biết nhưng mà rất là nặng cái này, cả lăng bán đồng nát có được nhiều. Đây là con Samsung Tab 87. Đây nha mọi người. Hai tuần. Cao音的，我是最好的高音的。哎， đang bán loa này mọi người. Đây là chồng mình. Chồng mình vừa mua được. Mấy đi bán bán500 我不算